Trong một nhà tù an ninh được xây dựng biệt lập trên đỉnh núi tuyết, hai tên phạm nhân này đã quyết định hợp tác với nhau để tẩu thoát. Bọn họ cố tình gây rối bằng cách trộn hai hợp chất xà phòng với dịch mắm tôm, khiến máy trộn phát nổ sau ít giây sau. Trong tình cảnh hỗn loạn, họ đã tấn công cai ngục và bỏ trốn. Tên to con trong có vẻ đần độn nhưng lại là người rất đáng tin cậy. Trong lúc di chuyển bằng con đường vách đá, anh ta đã vớt được cho bạn mình một mạng, vượt qua bao hiểm nguy cận kề của cái chết. Cuối cùng họ đã vượt ngục thành công trên một chiếc trực thăng. Phải chăng mọi chuyện đã kết thúc? Hay mới chỉ là mở đầu cho tình bạn của cặp đôi béo còm này? Mời các bạn theo dõi bộ phim thuộc thể loại hành động bom tấn Truy nã đỏ 2021 do Review Phim Hay Nhất tóm tắt nhé. Hơn 2000 năm trước, sự tích tình yêu giữa Mark Antony và Cleopatra cùng với ba quả trứng đã được con người tìm thấy. Chúng là bảo vật rất có giá trị nên luôn bị những tên siêu trộm nhắm đến. Một bảo tàng tại thành phố Rome đang có buổi triển lãm các cổ vật quý báu, trong đó có quả trứng Cleopatra mà chúng ta vừa nhắc đến. Để ngăn chặn âm mưu của một tên trộm lừng danh, anh chàng đặc vụ FBI Hartley và nữ cảnh sát lùn đã có mặt để thắt chặt an ninh. Họ nhận được thông tin rằng siêu trộm Nolan Boot sẽ đánh cắp quả trứng vào hôm nay. Nhưng có vẻ giới chủ không mấy vui vẻ khi thấy lực lượng an ninh đến. Anh chàng to con với cái đầu chọc của mình rất nhanh đã dùng máy cảm biến nhiệt phát hiện ra quả trứng có điều bất thường. Nói thì giới chủ không tin, anh đành lạnh lùng chấn lột lon coca của một đứa trẻ, sau đó đổ trực tiếp coca lên quả trứng đó để chứng minh. Kỳ lạ là quả trứng này đã bị tan ra nhanh chóng. Lệnh phong tỏa khẩn cấp đã được thực thi. Tên trộm lúc này đã lòi đuôi và bỏ trốn. Đặc vụ chọc Hartley đã rất tinh ý nhận ra và bám theo. Tên trộm nhanh chóng đã đổi giao diện sang vest đỏ ý định tẩu thoát. Nhưng làm gì có chuyện hắn thoát dễ dàng vậy? Cô cảnh sát lùn đã chờ trực trước lỗi thoát hiểm khiến hắn phải dùng bom khói đánh lạc hướng. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa Hartley. Hai anh rượt nhau như sự tích rùa và thỏ. Tên trộm sau một vài đường di chuyển khôn ngoan đã loại bỏ anh chàng đặc vụ to con. Những tên an ninh đã phong tỏa mọi lối đi. Tên trộm không còn cách nào, đã phải chọn lựa vượt lên một giàn giáo để thoát hiểm. Hắn ta nhanh chóng hạ từng tên an ninh và thoát lên phía trên. Anh đặc vụ với cái đầu hói vẫn không làm anh em thất vọng. Với khẩu súng K-54, anh đã chờ trực phía trên. Tên trộm cũng thể hiện mình không phải dạng vừa đâu. Nhân lúc nữ cảnh sát vừa tới, anh đã bất ngờ loại bỏ khẩu súng. Nhưng chạy chưa được bao bước đã bị đặc vụ Hartley xài chiêu sư tử vồ mồi, làm hai anh suýt thì được ngắm gà khỏa thân. Anh trộm với thân hình gầy gò đã chọn thoát xuống theo đường ống đu quay, còn anh đặc vụ bụ bẫm vẫn thường hay chơi ngu lấy tiếng, nên đã chọn cách đu cầu thang chặn đầu. Siêu trộm hết đường đành phải nhảy lầu xuống mái che an toàn, rồi mượn tạm chiếc xe ba bét nhè vui vẻ rời đi, còn anh đặc vụ cũng nhẹ dạ học theo. Ai dè suýt thì đi tong ba cái xương sườn. Anh này tính cách lại thích siêu xe, liền mượn ngay con xe màu trắng lung linh. Chưa đi được mấy cua đã bị người ta tông cho bể đầu, nên chỉ còn biết nhìn tên trộm rời đi ngay trước mũi. Đúng là kẻ ăn hại còn hay phá hoại. 56 tiếng sau, tại biển Bali thơ mộng, Bút hí hửng trở về homestay. Đang ngắm quả trứng vừa trôm được thì thấy anh chọc đã ngồi đợi mình từ bao giờ. Cả đội FBI ập vào bắt sống đối tượng, lấy lại được quả trứng vàng quý giá. Lúc áp giải Bút ra xe, Hartley vừa đặt quả trứng vào xe thì có một nhân viên lén mở cửa xe ra. Người này chính là nữ hoàng nhảy đồ Sarah. 32 tiếng sau, khi Hartley đang ăn mừng chiến thắng tại một quán bar, thì cô thanh tra đến cùng với quả trứng trong tay. Đột nhiên cô nàng thả quả trứng vỡ tan dưới sàn. Hóa ra đây là trứng giả đã bị đánh cháo. Cô ta đến đây chỉ đơn giản là muốn bắt giữ Hartley, vì đơn giản là tài khoản của anh đã tăng bất thường lên 8 triệu đô la, mặc cho những lời giải thích vòng vo. Nữ cảnh sát đã book ngay cho anh một chỗ tại nhà tù biệt lập trên một đỉnh núi tuyết. Duyên phận thế nào mà Hartley lại chung phòng giam với siêu trộm Bút? Tại đây, Bút và Hartley đã hiểu ra kẻ gài bẫy mình là Quân Tượng, người đã chỉ điểm vị trí quả trứng cho Bút và chuyển tiền bẩn cho Hartley. Cả hai có vẻ không mấy quan tâm về tình trạng của mình tại đây. Họ vẫn tranh luận về quả trứng khác và có vẻ Bút vẫn còn cay cú. Bút cố tình để lộ bí mật Hartley là cớ mặc cho anh to con van xin. Đúng là thù dai không ai qua mặt Bút. Tên đại ca sau đó đã tiến đến làm nhục Hartley kèm theo những lời kích đều của Bút. Sau đó hắn còn bồi cho anh mấy cước tí sái quai hàm trước sự phấn khích của những tên phạm nhân khác. Nhanh chóng đã bị cai ngục giải tán và đưa lại về phòng. Về phòng mà cũng không yên, Bút cứ lải nhải khích đều làm tình hình hai người thêm căng cực. Đồng thời thì những tên cai ngục đến bế luôn cả hai đi gặp cấp trên. Bất ngờ người gặp họ lại là một cô chân dài xinh đẹp. Thực ra cô ta chính là Quân Tượng đã lừa bọn họ. Cô ta đến thực chất trêu ngươi và khích tướng Bút để tìm ra nơi có quả trứng thứ ba. Khi đi cô vẫn không quên dặn dò mấy tên cai ngục cho đi lao động công ích. Thế là hai anh phải đi bê đá cả ngày. Để trả thù Quân Thượng, hai người họ đã quyết định bắt tay với nhau. Mới hôm nọ còn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, mà giờ đã lại thân thiết đến độ tâm sự hàn huyên với nhau như bạn tri kỷ. Sáng hôm sau, Bút đã nảy ra ý tưởng vô cùng sáng tạo. Anh cho xà phòng vào máy tẩy rửa toàn axit. Phản ứng hóa học đã xảy ra và phát nổ ngay sau đó. Nhân lúc hỗn loạn, hai người họ tấn công cai ngục và thoát ra phía ngoài. Hartley to con dùng thanh gỗ chắn cửa câu giờ. Bút thì nhanh chóng chạy tới bờ tường cả hai mới xếp hình hôm nọ và phá sập nó đơn giản bằng cách rút một viên đá nhỏ phía dưới. Lối thoát trông có vẻ giật gân, ai mà lỡ sẩy chân là đi chầu ông bà liền. Bút trong lúc di chuyển đúng thật là bị trượt chân. May mắn bên cạnh anh là một anh hói đáng tin cậy. Cả hai đã nhanh chóng tới được điểm hạ trực thăng.
Bút với thân hình gầy còm nên chạy rất nhanh đến cướp được trực thăng. Anh chàng Hartley do mải chơi nên tí thị bazooka bắn cho rơi giữa đường, cứ ngỡ đôi bạn cùng tiến sẽ đợi nhau. Nhưng Bút lên máy bay là cầm lái đòi tự bay một mình. Hartley bụ bẫm nhưng cũng không hề dễ qua mặt. Anh nhanh chóng trèo lên và nhảy lên chiếc trực thăng kịp lúc. Chưa kịp thở thì tên đội trưởng cai ngục đã lại tặng cho anh một quả đạn bazooka sau mông. May là ông anh bụ bẫm nhanh trí mở cửa tiễn khách cực nhanh, nên hai anh đã may mắn thoát được một kiếp mạng. Đúng là một pha hú hồn chìm én. Cùng lúc đó, cô nàng xinh đẹp Sarah đang uy hiếp một anh tình báo. Cô sử dụng máy tính của anh ta để gửi tin tình báo cho cảnh sát và rời đi. Khi đi, cô vẫn không quên quay lại cho anh này một bạt tai đau điếng. Ôi đàn bà là những niềm đau. Hai anh bạn Hartley và Bút cuối cùng đã đến hạ cánh tại một sân bay và nhanh chóng lên một chiếc phi cơ của người bạn Tambue. Cả hai thảo luận về kế hoạch mà Bút đã sắp xếp. Kế hoạch vừa bắt đầu đã lại rẽ ngang. Anh chàng Hartley không mảy may đã bỏ đi theo gái. Cô này không ai khác lại chính là quân tượng Sarah. Anh mời nàng nhảy vài điệu lăm ba lăm băm. Sau một hồi thì cả hai anh đã đặt được vân tay và chiếc điện thoại của tên trùm Sotovo. Trở lại kế hoạch đã đề ra nhưng tình cờ đã bị nữ cảnh sát Das phát hiện. Hai người qua mặt đám thủ hạ của tên trùm một cách khéo léo và thành công đến được phòng ông trùm. Đang tiến hành mượt mà thì lại bị nữ cảnh sát dí súng sau lưng. Anh chàng bụ bẫm Hartley thì cứ giải thích ba hoa. Thêm cái là anh Bút cứ thích đùa dai. Để chứng minh sự trong sạch của mình, nữ cảnh sát yêu cầu Hartley phải tự tay còng siêu trộm Bút. Hai người này đi tù vài bữa nên đã khá mê nhau. Diễn vài đường cơ bản làm nữ cảnh sát mất đề phòng và hất văng súng khỏi tay cô ta. Rồi chuồn vào mật thất an toàn. Hai ông thì bày đủ trò mới có thể xâm nhập được đến đây. Mà thế nào ả quân tượng không biết từ đâu xuất hiện như một bóng ma. Vừa gặp lại anh chàng Hartley đã lại đòi bắt quân tượng. Cô thì hết tháo dép lào rồi lại xóa tóc ra kêu la. Em đây nè, tới bắt em đi. Tưởng ngon ăn mà khoai không tưởng. Mình cô quẩy một lúc hai anh. Anh thì nằm bò xuống đất, anh thì bị đá cho tê cả đầu. Nóng người cô cầm giáo bầu múa đôi đường. Nhanh chóng hai anh đã bị tẩn cho tê cả người. Bút đánh không lại liền tính quay xe. Chưa kịp chạy bao xa, đã lại bị ả ta xích chung với anh bánh bèo to con. Bên ngoài tên Soto vô cùng đàn em đã đến. Hai anh vừa thấy đã vội đổ tội lên ả quân tượng. Cô nàng không mảy may vì đơn giản cô đã báo trước cho tên trùm rồi. Thế là hai anh chỉ còn biết ố ồ mà gồng cơ gáy. Bọn chúng giam Hartley và Bút ngay dưới đấu trường Rome. Do ngủ quá say nên đã tặng hai anh xô nước mát rượi. Tên Sotovo với bản mặt dâm dê đê tiện rất khoái chí với điều này. Cô ả quân tượng vì để moi thông tin quả trứng Cleopatra thứ ba từ Bút nên đã không hề e ngại ép cung. Hai đầu dây kích điện cứ thế xông vào người anh chàng Hartley. Bút còn không mở miệng, cô lại càng vít thêm vôn. Anh chọc Hartley bị giật mấy hồi nhưng vẫn cứng không la. Sotovo ngứa ngáy cũng vào xin chân. Đột nhiên hắn tụ áo khoe hình xăm xàm xí, rồi hắn lạnh lùng tiến đến bóp cổ Hartley, làm anh chàng kêu e e xin tha. Bút lúc này cũng đã khai ra quả trứng thứ ba nằm ở Ai Cập. Để ăn mừng thông tin vừa kiếm được, ả quân tượng Sarah cùng tên trùm đồng thời nâng ly. Soto vồ vui quá nằm ngã lăn cu đơ. Thằng đệ khờ khạo chạy vào yểm trợ cũng bị lừa sấp luôn. Hóa ra ả Sarah đã bày mưu tính kế cả rồi. Thế là nhẹ nhàng lút ngay quả trứng thứ hai. Tên Soto vồ hết ngủ mơ thì đã mò dậy, cầm ngay khẩu súng bắn đuôi con bò. Con bò rõ to mà lại trúng xích bò. Hartley thoát ra liền trả ơn hắn bằng một quại ngang tai. Lúc này Bút mới nói thật thà, thực ra anh đã lừa cả ả đàn bà Sarah. Quả trứng thứ ba thực chất ở một nơi khác. Hai anh thoát ra bằng đường đấu trường bên trên. Tệ là anh chàng Bút nhớ nhầm sang phim công viên Kỷ Sura nên đã bảo anh chọc đứng im và bị húc cho điên cả người. Tên Soto vô tỉnh rồi lại thích hóng đờ ra ma, vừa thỏ lên đã lại bị bò Roma húc cho tuột bồn cầu. May mắn hai anh vẫn vượt ải êm du. Để tiến đến địa điểm cất giữ quả trứng thứ ba, hai anh đã lên một chuyến tàu hỏa để kịp chuyến bay đến Argentina. Trên tàu, Bút đã kể về câu chuyện về quả trứng thứ ba. Thực ra nó được một tên Đức quốc xã tên là Du Đốc Giai dưới trướng Hitler nắm giữ. Hắn đã di chuyển đến một địa điểm tại Argentina để cất giấu. Cha của anh là người đã đấu giá được chiếc đồng hồ của tên Đức quốc xã kia, và anh vô tình đã phát hiện ra bí mật nơi cất giấu quả trứng trong chiếc đồng hồ đó. Cả hai tới Argentina và đi vào một khu rừng. Thế quái nào mà Bút dò đường mãi không ra, đang tranh cãi gay gắt vì cái bản đồ ngớ ngẩn. Anh chàng bánh bèo Hartley tức giận vo nó và đáp xuống đất thì kêu bong. Thế là vô tình phát hiện ra nhà kho bí mật đang mò nãy giờ. Khóa cửa là chiếc đồng hồ của tên Đức quốc xã kia. Bên trong toàn đồ cổ châu Âu. Mà đã mê xe thì không thể chê con Mercedes-Benz 770 bóng toanh này. Và món không thể thiếu chính là quả trứng vàng Cleopatra thứ ba. Bút còn ra vẻ test thử hàng chính hãng hay là hàng fake. Vừa test xong thì bỗng lò dò thêm ả Sarah. Kịch chưa hết vui thì đội nữ cảnh sát Đát cũng vào cuộc bao vây để tìm lối thoát khỏi cảnh sát. Ba người họ lại hợp tác chuồn lên chiếc xe Mercedes-Benz bỏ trốn. Nữ cảnh sát cùng đồng đội cũng lút xe đuổi theo. Cả ba phối hợp với nhau rất là ăn ý, nên đã thành công cắt đuôi được đội cảnh sát và giữ được quả trứng. Nhưng đường thì chỉ một lối ra.
Sarah liều mình phóng xe lao thẳng xuống thác nước cầu may. Bút trèo vèo thoát lên nhưng vẫn không quên khóc thương anh chàng to con. Bút bỏ cả quả trứng để xuống nước tìm Hartley thì bất ngờ anh lại ở phía trên. Đang mải cãi nhau thì ả Sarah cũng lò dò lên trong tình trạng đuối nước. Bút khoái chí chế giễu vẻ mặt thất bại của ả quân tượng Sarah. Anh đang nghêu ngao với chiến thắng của mình và nghĩ rằng Hartley sẽ cho ả một vé vào tù chung thân. Thì ngờ đâu một màn quay xe chóng vánh xảy ra. Hartley không những không còng tay quân tượng Sarah mà họ còn hôn nhau đắm đuối. Và khuôn mặt của kẻ thất bại lúc này mới thực sự xuất hiện và bắt đầu hồi tưởng về những ngày đã qua. Đầu bút chắc đang muốn nói cái quái gì vậy. Thực chất Hartley và Sarah là một cặp vợ chồng. Họ lên kế hoạch để lừa bút tiết lộ địa điểm quả trứng vàng Cleopatra thứ ba. Bút được gửi lời chào tạm biệt trong tình trạng xích vào cây. Ba quả trứng đã được thu thập đầy đủ. Cặp đôi đã đến Ai Cập để đổi nó lấy phần thưởng trị giá 300 triệu đô la. Trứng này thú thật còn thúi hơn trứng ung. Hễ về tay ai là quân triều đình đến bế đi ngay tức thì, không để cặp đôi đã lừa mình được hả hê. Bút theo sau du thuyền của Hartley và Sarah, để thông báo cho họ một tin bất ngờ, số tiền 300 triệu đô đã bị anh Mac cho niêm phong cả rồi. Ba người cực khổ vì ba quả trứng vàng Cleopatra nhưng cái kết vẫn trắng tay. Bộ phim hôm nay chủ yếu mang tính chất giải trí và những màn hack não hài hước. Đối với những người mê bộ phim truyện thám tử lừng danh Conan sẽ cảm nhận rằng cách xây dựng khá giống Kaito Kid. Tổng thể bộ phim khá hay cùng với dàn diễn viên sao lừng lẫy, khiến người xem không nỡ rời mắt khỏi màn ảnh. Thước phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay và thư giãn, hãy ủng hộ bọn mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và bật chuông báo, để giúp bọn mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hấp dẫn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những thước phim tiếp theo.